Xin chào, bạn đã quay trở lại với kênh bán hàng trực tuyến săn hàng rẻ.net. Hôm nay shop săn hàng rẻ xin giới thiệu với khách hàng mã nồi chiên Tefal 7.5 lít. Hàng này rất là đẹp nha. Tefal được mã này được cải tiến, cái mã này của chúng ta sẽ được bảo hành 2 năm theo chuẩn của Tefal và tặng thêm 1 năm bảo hành cho động cơ và cánh quạt. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có 15 năm bảo hành hỗ trợ sửa chữa cho sản phẩm. Đó, hỗ trợ sửa chữa là chúng ta sẽ không bị mất phí nếu như cần phải sửa chữa, chỉ phát sinh tiền phụ kiện nha. Hàng chuẩn chính hãng của Tefal, hàng có sẵn tại săn hàng rẻ.net. Khi nhận về sản phẩm chúng ta sẽ có sách hướng dẫn, phiếu bảo hành toàn cầu. Đây là phiếu bảo hành toàn cầu nhé. Và cái trung tâm của Việt Nam thì nó ở dòng cuối. Chúng ta có mua hàng Tefal thì đã quen rồi. Đây là một mã nồi chiên khá là ấn tượng với khoang lò rộng, chúng ta có thể chiên tới con gà 3 kg ở trong này được nha. Rồi ngoài ra chúng ta có bảng điều khiển và nút cơ như thế này. Menu có cài đặt sẵn. Nồi chiên này của chúng ta có công suất là 1700W và tối đa là 2020W. Cho nên là nó chiên rán khá là nhanh nha. Đó, phù hợp cho gia đình 8 trẻ em với sức ăn lớn và thao tác rất là đơn giản với một chạm. Hàng chuẩn chính hãng của Tefal, hàng có sẵn tại web săn hàng rẻ.net. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.